Xin chào tất cả các đồng chí, chào tất cả các bạn. Để tiếp theo những cái câu chuyện đời lính của tôi và đồng đội của tôi khi chúng tôi thực hiện nhiệm vụ ở tỉnh Pusat thuộc biên giới Thái Lan, thì vào những cái thời gian mà chúng tôi vào rừng Pusat thì tôi kể những cái câu chuyện đời lính của tôi và đồng đội của tôi cho các bạn nghe cũng nhiều rồi. Nhưng mà vào trong đó thì các bạn cũng hết sức thông cảm cho. Lúc đó là bọn tôi, cái ngày tháng này là bọn tôi không nhớ. Bọn tôi chỉ nhớ vào mùa khô hoặc là mùa mưa. Đấy, rồi vào những cái năm, ví dụ như là 81, 82, 83, 84, rồi tôi ra quân. Thì tôi chỉ nhớ cái thời gian như vậy thôi. Nhưng còn lúc đó thì nó ở trong rừng âm u, thông tin thì không có cái gì cả. Đồng hồ thì cũng không có. Thậm chí là đến những cái ngày Tết mà chúng tôi còn chả biết ngày Tết là ngày gì cả. Nên là các đồng chí cũng như là các bạn có nghe được thì cũng hết sức thông cảm là vào các cái mốc thời gian. Hôm nay thì tôi cũng xin được kể cho các đồng chí nghe cái câu chuyện của B3 chúng tôi, và đặc biệt là về đồng chí Khanh, tức là lính nhập ngũ đầu năm 1981, thuộc biên chế trong cái B3, C3, D9 của chúng tôi. Thì cái câu chuyện này nó diễn biến ra là như thế này. Tôi nhớ cái thời gian đó là nó vào đầu mùa mưa năm 1981. Thì đơn vị chúng tôi là có cái lệnh là đi cảnh giới cho lực lượng công binh và cái lực lượng dân quân của bạn là vào, người ta đi phát quang. Đại loại là lực lượng công binh, rồi là lực lượng dân quân của bạn là dân Campuchia, là người ta vào là người ta đi phát quang. Thì đơn vị chúng tôi là có nhiệm vụ là đi cảnh giới và đảm bảo an toàn cho các cái đơn vị người ta vào để đi phát quang. Thì cái buổi sáng hôm đó là tôi nhớ nó vào khoảng độ đầu mùa mưa thôi, năm 1981, thì vào buổi sáng. Thì đêm hôm đó thì không biết là đồng chí Niên, đồng chí đi gác hay là đi đâu thì tôi cũng không rõ. Nhưng mà vừa mới sáng mai ra thì bọn tôi cũng đang vừa dậy, gọi là rửa mặt rửa mũi để chuẩn bị cho cái công tác ngày mai. Thì thấy đồng chí là ôm một con rùa về, thì bắt được một con rùa to lắm, con rùa phải tầm khoảng 3-4 cân, một con rùa núi rất là to. Mà cái gộp của nó u lên, mà nhìn trên cái hình gộp nó giống như là cái mặt của tượng Phật. Nhìn con rùa cũng rất là đẹp. Thì đồng chí ôm con rùa về, đồng chí mới gọi tôi bảo Cám, với Cám, mày bảo mấy thằng làm thịt rùa ăn, hồi bây giờ là không có đồ tươi ăn nên là cũng thèm. Thế thì tôi bảo là ăn thịt rùa đen lắm, thôi vứt nó đi. Thế đồng chí đấy không nghe. Đồng chí bảo là thôi, nếu như mà bọn mày mà không làm để tao làm, thịt rùa ăn ngon lắm. Thế đồng chí nói như vậy. Thế nói xong là đồng chí lại tiếp tục là đi làm. Về đồng chí Niên thì tôi cũng hay kể nhiều cho các đồng chí nghe rồi. Cái chuyện mà đi cải thiện thức ăn thì đồng chí rất tuyệt vời lắm. Thế là đồng chí làm theo cái cách là không phải là bỏ luộc nữa đâu. Mà đồng chí bỏ đốt lửa lên, xong đồng chí bỏ cả con rùa, đồng chí nướng cả con rùa đó. Được lúc sau là nó bong hết cả gộp, cả mai ra, là còn cái thịt không ở giữa, là mang ra là nấu với cái lá, gọi là lá giang, lá chua bon, lá chua rừng. Là đồng chí làm sạch sẽ, cũng thơm ngon lắm. Thịt rùa thì nó không nhiều như thịt khác, vì nó phần gộp nó nhiều, phần xương nó nhiều, nhưng mà cái thịt nó ăn cũng rất là ngon. Cũng nấu được một nồi là thịt rùa lá giang, ăn cũng khá là ngon. Thế thì buổi sáng hôm đó là tầm 8 giờ là bọn tôi ăn thịt rùa với cơm. Xong là bọn tôi nhận nhiệm vụ là ra đi cảnh giới cho các cái đoàn công binh cũng như là cái dân quân của bạn là đi phát quang. Thì cái câu chuyện thì nó cũng xảy ra với chúng tôi thì nó cũng là cái chuyện là khó mà đoán biết trước được. Bởi vì những cái chỗ an toàn nhất có khi là những cái chỗ nguy hiểm nhất. Thì cái lúc mà dẫn trung đội ra để đi cảnh giới cho lực lượng phát quang thì bọn tôi cũng cứ bố trí là nống đội hình ra cách chỗ các cái khu vực mà lực lượng công binh người ta phát quang khoảng độ 100m, 200m. Thì cứ như thế là bê nọ nối bê kia, là cứ thế là chúng tôi bảo vệ. Thì khi bọn Pol Pot nó đánh được cái hơi là lực lượng ta vào là phát quang để tạo cái hành lang, thì bắt đầu là những các cái gốc cây to, những nó cài mìn ở đó thì nói chung nó không có một cái quy luật nào cả. Cứ bạ chỗ nào là nó cài chỗ đấy thôi.
kể cả các cái gốc cây to, những cái điểm mà có thể là bộ đội hay nghỉ chân, dừng chân đó, thì nó cũng hay gài vào đó. Nên ngoài cái việc mà bọn tôi canh gác ở đó, thì nhiệm vụ của bọn tôi lại phải đi giả và gỡ mìn nữa. Có một buổi sáng mà tôi nói với các đồng chí là mình tôi gỡ thôi là được khoảng độ 4-5 quả mìn KP2 đó, và cả kể cả là cái mìn K58 là mìn đạp nổ là bọn tôi cũng dò được. Đó là một mình tôi đấy, còn chưa nói là cả trung đội, cả đại đội, là nó gài không có một cái quy luật nào ở đó cả, rất là nguy hiểm. Với là nó đưa cái lực lượng bắn tỉa vào, nên là cái thời gian đó là bọn tôi cũng rất là căng thẳng. Đối với bọn tôi vẫn sợ nhất là mìn và cái lính bắn tỉa của bọn Pol, mà cái khả năng bắn tỉa của bọn Pol Pot nó bắn cũng khá là hay. Đó, lúc đó thì bọn tôi không có lính bắn tỉa, mà bọn tôi chỉ có bộ binh vậy thôi. Thì cái chỗ mà tôi nhớ là ở đó nó có một cái gốc cây cũng tương đối là to, thì bọn tôi già mìn sạch sẽ hết rồi. Thì cái ở chỗ đó thì tôi nghĩ nó cũng rất là an toàn, vì cái gốc cây nó to lắm, mà các cái hốc cây rồi như là hốc đá ngồi chỗ, một cái chỗ rất là an toàn. Thì đồng chí Khanh ấy, là lính nhập ngũ năm 1981, thì đồng chí bảo là em chưa được tham gia trận nào cả, mà em mới bắn được mấy viên thôi, nên là cũng chưa rành về chiến trường, chưa có kinh nghiệm về chiến trường. Thế là tôi với đồng chí Khanh ấy, thì ngồi đó thì cũng nói chuyện vui vẻ với nhau bình thường vậy thôi. Thì cho đến tầm khoảng độ giữa trưa thì lúc đó là bọn tôi nghỉ tay là ăn cơm nắm. Thì anh em thì cũng cứ lợi dụng địa hình địa vật nó là ngồi ăn cơm nắm. Thì ăn cơm xong thì tôi mới lấy cái bình tông ra để tôi uống nước, thì trong bình tông nó không có một giọt nước nào cả. Thế tôi mới bảo đồng chí Niên á, bảo là mày dẫn lấy vài thằng nữa đi tìm xem có chỗ nào có nước không, lấy nước. Đồng chí Niên với quăng cái bi đông của tôi bảo đang còn ít để mày uống đi. Đồng chí Khanh, đồng chí bảo là thôi để cho em ngậm, em khát lắm rồi mà bi đông của em không còn nước. Nên là tôi ngậm nhỏ nhỏ, với còn đồng chí Khanh là ngậm một ngậm nhỏ nhỏ. Thế là hết nước. Thế tôi mới bảo thôi, mày lính mới nên là đi lấy nước thì mày không biết đi chỗ nào lấy cả. Với thứ hai ở đây nhiều mìn lắm, thì mày ngồi ở đây để bọn tao đi. Thì đồng chí Khanh là ngồi lại ở cái gốc cây to đó, còn tôi là với đồng chí Điên dẫn thêm đồng chí Vĩnh nữa là đi lấy nước, còn đồng chí Khanh là ở lại với anh em là ở gốc cây đó. Thì tôi nhớ là tôi là dẫn anh em là đi ngược lên cái con dốc đó, bởi vì cái khu vực đó là bọn tôi cũng tương đối thuộc đó. Thì đi ngược lên cái con dốc đó là đi xuôi xuống, thì nó có một cái lòng suối. Thì vì lúc đó nó cũng vào đầu mùa mưa rồi, nên là có những các cái cơn mưa rừng, nên là nước đọng ở các cái lòng suối là nó cũng có rồi, và có thậm chí có những chỗ là có nước chảy, nên cái chuyện đi lấy nước thì nó cũng đơn giản thôi. Thì bọn tôi đi lấy nước xuống thì múc mỗi thằng mỗi bi đông nước, rồi anh em gửi bi đông nữa là bọn tôi lấy đầy hết. Thì sau đó là bọn tôi mới quay lên. Thì trên đường quay lên á, xuống á, là đi một đường, nhưng khi đi quay lên á, thì bọn tôi đi đường khác. Đa số là bọn tôi là hoạt động theo kiểu như vậy, chứ không bao giờ bọn tôi đi trùng cái lốt cũ cả. Bởi vì bọn Pol Pot ở đó nó cũng hoạt động rất là danh ma. Nếu như nó phát hiện được cái đường mà bọn tôi đi xuống đó, thì y như rằng cũng có thể là khi bọn tôi quay lại là đá mìn của nó ngay, hoặc là nó phục kích. Nên là khi quay lại thì bọn tôi lại đi một cái hướng khác. Thì tôi nói với các đồng chí là khi bọn tôi quay về đến chỗ đỉnh cái con dốc, chuẩn bị là đi từ đỉnh cái con dốc đó là đi xuống chỗ cái gốc cây mà anh em đang còn ngồi là nghỉ trưa ở đó, thì nghe cái băm một phát là một tiếng súng đó, mà trong rừng thì nó vọng ra nhiều tiếng lắm, nó nổ một phát xong là nó vọng, là cứ thế là nó vang vọng một tiếng súng duy nhất. Thì tôi giật mình cái, tôi mới dừng lại, thì tôi bảo anh em là tản ra nghe ngóng. Thì đồng chí Điền, đồng chí với lại của tôi báo cáo mà hình như là tiếng súng bắn tỉa. Tôi nghe cái tiếng súng này là chắc chắn là súng bắn tỉa. Thế quan sát một lúc không thấy gì cả, thì bọn tôi bắt đầu là tiếp tục đi xuống cái con dốc, đi lại chỗ gốc cây to. Thì lúc chúng tôi lại chỗ gần gốc cây to thì nghe anh em đang còn nhún nháo ở đó rồi. Thì lại thì đúng đồng chí Khanh. Đồng chí Khanh là chết tại chỗ. Nó bắn một phát bắn tỉa,
mà tôi nói với các đồng chí là nó bắn một phát là đúng giữa trán, một viên duy nhất xuyên từ giữa trán ra đằng sau, phía đằng sau nó phá ra là như cái bát ăn cơm, một phát bắn tỉa. Có nghĩa là đồng chí không trăn trối được một câu, không nói được một câu gì cả. Thì tôi lại, thì tôi với bọn anh em là tán ra nấp hết vào các gốc cây, bởi vì là bọn bắn tỉa nên tiếp tục mà mình anh em mà cứ súng lại ở đó là nó bắn phát viên thứ hai nữa là cũng rất là nguy hiểm. Nên tôi với hô anh em là tán ra, kệ nó chết rồi thì kệ nó, cứ để đó. Thì tiếp tục là tôi lại nghe thêm một phát súng bắn tỉa nữa, là hai phát. Thì lần này nó bắn nhưng mà không chính xác, với là lúc đó là tôi hô anh em là tán ra, không không được quay ở đó nữa. Nên là nó bắn một phát là bụp một phát là trúng cái gốc cây mà chỗ đồng chí Khanh hy sinh. Thì lúc đó tôi mới bỏ lên là tôi mới túm chân đồng chí, là tôi mới kéo vào cái chỗ các cái bụi cây mà kín ấy, là tôi kéo xác đồng chí vô đó. Vô đó thì lúc đó là có cả đồng chí Niên, đồng chí Vĩnh, nó là lại với tôi. Thì nói chung là lại bọn tôi tìm vết thương thì nó bắn cái giữa trán, nói chung là không nói được một câu nào cả, toàn bộ óc là nó phụt hết ra, nó vỡ ra, là nó phụt ra hết phía đằng sau lưng, là chỉ một đầu, chỉ có óc với máu là nó một lưng như vậy. Khi đồng chí Khanh hy sinh là mắt vẫn đang còn mở, phía sau lưng đồng chí vẫn đeo khẩu AK đó. Đồng chí là nhập ngũ năm 81 đó, mà vào là chưa được tham gia bất cứ một trận đánh nào đó. Chỉ bắn được mấy viên trong các cái bài tập bộ binh thôi, chưa biết chiến trường là cái gì. Thì đồng chí đã hy sinh bằng một phát bắn tỉa của thằng Pol Pot. Thì lúc đó bọn tôi lấy cái võng của đồng chí Khanh là bọn tôi bỏ vào đó, sau đó là bọn tôi khiêng về hầm đại đội. Thì bọn tôi khiêng về hầm đại đội thì bọn tôi để ở đó là một ngày, đó là bỏ vào túi xác, là khâm liệm đồng chí đấy đàng hoàng, xong xuôi cái là bỏ, tôi bỏ trên võng và treo đó. Chờ cho đến sáng ngày mai thì B3 bọn tôi lại có nhiệm vụ là chuyển cái xác đồng chí đó ra ngoài phía nghĩa trang. Thì từ cái chỗ vị trí B3 chúng tôi đó đóng quân đó, thì ra nghĩa trang nó cũng gần thôi, nhưng mà cũng phải báo với các cái đơn vị để bọn tôi mang đồng chí Khanh vào đó chôn. Thì trên đường khiêng ra thì tôi nhớ hôm khiêng ra thì tôi là trung đội trưởng, nhưng mà tôi thì vẫn cứ là khiêng cho anh em, bởi vì cái lúc đó anh em ốm yếu lắm, sốt rét cũng nhiều, bệnh tật cũng nhiều nên là ốm yếu lắm. Tôi thì sức khỏe cũng tốt nên là các cái việc nặng của anh em thì đa số là tôi cũng san sẻ cho anh em rất là nhiều. Là khiêng ra là tôi còn nhớ là lúc đó nghĩa trang là bọn tôi rào được có cổng đàng hoàng. Thì khiêng vào thì tôi cũng chọn một cái vị trí nó đẹp một chút, là đào một cái lỗ đó, xong nó là chôn đồng chí đó, là xong xuôi. Thì nói chung trong chiến trường thì chả hương chả khói gì cả. Thì khi bọn tôi chôn xong thì để lại trên phần mộ của đồng chí Khanh là một mâm cơm. Sau đó là bọn tôi là quay ra về phía đại đội, xong đó là về chỗ cái hầm B3 của chúng tôi để tiếp tục là thực hiện nhiệm vụ. Thì khi quay về hầm B3 thì bọn tôi tiếp tục thực hiện nhiệm vụ là đi cảnh giới cho lực lượng người ta đi phát quang. Thì tôi gặp anh Bàng, thì tôi cũng kể đầu đuôi sự việc lại với anh Bàng như vậy. Thì anh Bàng anh bảo là lúc này thì bọn Pol Pot nó sử dụng là mìn và lính bắn tỉa, nên là mày mà chỉ huy trung đội về cái hướng mà cho lực lượng công binh người ta phát quang thì mày cũng hết sức cẩn thận, và mày có đoán được cái vị trí mà bọn Pol Pot nó sử dụng lính bắn tỉa hay không. Nên là mày dẫn anh em thử quan sát cái khu vực ở đó, coi đoán xem coi là bọn lính bắn tỉa Pol Pot nó bố trí súng ở đâu để có cái cách mà đối phó. Thì lúc đó tôi cũng dẫn mấy anh em là bọn tôi lại đi ngược lên cái con dốc đó. Thì khi lên đi ngược lên cái con dốc đó thì ở trên đó thì nó nhìn nó cũng quang thôi, nó cũng dễ nhìn. Thì ở đó tôi mới nằm ở trên đó, tôi quan sát đi quan sát lại, tôi cứ đi đi lại lại ở khu vực đó, tôi quan sát xem cái vị trí bắn của bọn bắn tỉa, là mình gọi là mình chuẩn đoán thôi chứ mình cũng không rõ là nó nằm chỗ nào cả. Thì nhìn sang cái phía cánh trái á, thì nó có một cái gốc cây, nó có một cái cây cũng tương đối là cao. Thì tôi cũng đoán là có thể là cái thằng Pol Pot nó trèo lên cái cây đó thì nó với
bắn xuống phía 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 cái chỗ mà bọn tôi cái canh gác được. Còn nếu như bình thường mà ở trên cái mỏm núi đó, cái ngọn núi đó mà bắn thì không thể bắn được, tại vì các cái cây nó cứ ngang tầm đầu với ngang tầm người là nó nhiều lắm, với các cái thân cây to nó cũng nhiều thì không thể quan sát, không thể bắn được. Ở trong rừng mà cách nhau 10 mét còn không thấy nhau chứ nói gì bắn tỉa. Nên là tôi đoán chắc chắn là cái thằng Pol Pot nó trèo lên cái thân cây đó. Thì lúc đó tôi với dẫn anh em là tiếp cận cái cây đó, mà từ cái vị trí bọn tôi mà tiếp cận lại được cái gốc cây cao đó thì nó phải khoảng độ tầm mấy trăm mét, phải tầm cỡ 200 mét thì mới tiếp cận lại được. Mà đường nó khó đi, nó không có đường. Thế là bọn tôi quyết tâm là lại chỗ cái gốc cây cao. Tôi này, đồng chí Niên này, đồng chí Vĩnh này, nó là ba anh em tôi là lại chỗ đó. Thì lại chỗ gốc cây cao, thì gần đến gốc cây cao thì bắt đầu là bọn tôi là làm cái công tác là bọn tôi tiếp cận lại xem coi là cái dấu vết của bọn lính bắn tỉa nó có ở đó không. Thì khi bỏ lại gần đến nơi thì bọn tôi mới phát hiện ra là mìn, các cái dây mìn nó chỉ nhỏ như cái sợi cước nhỏ nhỏ thôi, xanh lèo đi, nhìn như cái dây rừng khó phát hiện lắm, nhưng mà khi bọn tôi bỏ sát là bọn tôi phát hiện được. Thì ở cái gốc cây đó là bọn tôi gỡ ra là được ba quả mìn KB2, là nó cài ngay gốc cây đó. Thì tiếp cận được cái gốc cây thì bọn tôi mới nhìn lên cái thân cây ấy, thì bọn tôi mới phát hiện được là các cái dấu trèo cây của bọn Pol Pot, là bọn lính bắn tỉa là nó hay trèo lên cái cây đó và nó quan sát, và thậm chí nó lập cả cái đài quan sát đó để nó xem cái hoạt động của bộ đội ta như thế nào. Thì sau khi ấy, bọn tôi quan sát ở gốc cây đó rất là kỹ và nghiên cứu, thì ở đây là cái nơi là bọn Pol Pot nó tập trung lính bắn tỉa ở đó và nó hay bắn anh em. Thì xong xuôi bọn tôi trinh sát xong xuôi ở đó cái, thì bọn tôi trả lại nguyên vẹn toàn bộ mìn của nó, bọn tôi lại lại gài lại coi như là bọn tôi chưa xuất hiện ở đó. Thì về để báo cáo với đại đội để có cái kế hoạch là tấn công cái lực lượng này đó. Thì sau đó là bọn tôi là rút quay ra, thì khi rút quay ra đến đâu thì bọn tôi là xóa dấu vết sạch sẽ coi như là bọn tôi chưa xuất hiện. Bọn tôi quay về thì tôi gặp anh Bàng với anh Lâm là cũng đang chỉ huy ở đó, thì tôi mới quay lại là tôi báo cáo, thì tôi nói lại đầu đuôi sự việc mà khi bọn tôi đi trinh sát quanh cái khu vực đó thì bọn tôi phát hiện được dấu vết của bọn Pol Pot là nó hoạt động như thế, là toàn bộ là tôi tả lại nguyên văn như vậy lại cho anh Bàng với anh Lâm anh nghe. Anh Bàng anh bảo thôi được rồi, như thế là tốt rồi, mày quay về chỉ huy trung đội là tiếp tục là canh gác và đảm bảo an toàn để cho các cái lực lượng mà người ta đi phát quang, người ta đi phát. Thì đó cũng là những cái câu chuyện đời lính của chúng tôi khi chúng tôi thực hiện nhiệm vụ ở tỉnh Pusat, lúc đó là vào đầu mùa mưa năm 1981. Đó là cái thời gian tôi còn nhớ như vậy. Cuối cùng tôi cũng xin được chúc tất cả các đồng chí, chúc các bạn là mạnh khỏe và hạnh phúc.